Hello các bác nhá. Em giới thiệu các bác một chiếc máy hút bụi Isobot của hãng mã của nó là 780 các bác nhá. Isobot mã 780. Hàng đấu giá các bác nhá. Hàng đấu giá đi máy bay. Đấy, cho nên là hàng thì nó còn nguyên hộp đầy đủ phụ kiện. Pin em thay mới rồi. Tất cả các cái dòng nó sẽ ứng pin thì đa phần là cái pin nó sẽ hỏng hết, sẽ là phải thay mới. Đây các bác này. Đây. Nặng 6,9 cân. Nguyên tiền cước vận chuyển con máy này về là đã mất khoảng tầm độ 7 cân, 72 14 12 14. Mất gần 1 triệu 6 các bác nhá. Mất gần 1 triệu 6 tiền cước vận chuyển về. Đây là cái thùng của nó luôn này. Đây bên trong thùng nữa là có cả sách vận dụng luôn, nói chung là cũng dễ dùng thôi, cũng chỉ việc ấn một nút là xong thôi, cũng không có gì mà phải khó dùng ở đây cả. Rồi sách này, đây là cái nắp bên trên để đậy vào máy này. Đây máy đây, đây. Isobot Zuma. Nói chung là hàng đã qua sử dụng rồi thì các cái vết xước sát bên ngoài không thể tránh được. Chứ còn nếu mà muốn hàng nó không có cái xước sát gì thì chỉ có hàng mới tinh tập hộp với các bác nhé. Đây. Mã 780 này. Pin là trong này nhé. Các bác muốn tháo pin ra thì các bác tháo hai con ốc này ra thôi. Để nhấc cái pin ra. Đây là cái chỗ quét. Đây là cái lu. Lu cào rác ở đây. Em xem nhìn đúng không? Em hướng dẫn các bác qua qua một chút nhé. Đấy, đây. Lâu ngày các bác muốn vệ sinh ấy, thì mình ấn hai cái bằng vàng này vào này, ấn vào là mình nhấc được ra, là mình nhấc cả hai cái chổi ra để mình vệ sinh. Đấy. Vệ sinh cái chổi. Đơn giản thôi, đây là hộp rác. Hộp rác thì để như này mình rút ra được. Bóp này xuống này. Bóp xuống. Rút ra. Đây. Gạt lên thì đổ rác. Trong này nó có hai cái màng lọc. Tất cả những cái này thì mình đều thay được nhé. Lâu ngày thì mình phải xịt sạch cái đi. Nó bụi nó bẩn quá thì mình phải xịt nó đi. Con này còn đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Cái chổi này thì mua rất là sẵn và giá này nó rẻ thôi. Mua chỉ có 15 nghìn một cái thôi. Trên Shopee bán rất là nhiều các bác nhé. Bác nào lấy con này thì tí em tìm nhé. Không còn không thì em gửi tặng cho thêm hai cái chổi nữa các bác nhé. Cái dòng Isobot này này, tất cả mọi cái phụ kiện của con Isobot này nó đều bán rất là sẵn các bác nhé. Và giá thì rất là rẻ. Kể cả từ cái con lăn ở đây mua cũng có này, mấy chục nghìn thôi. Hoặc là cái đôi lốp này gọi là cái lốp cao su. Đấy, lốp cao su của hai cái bánh xe người ta gọi là cái lốp. Lốp của cái bánh xe bằng cao su này các bác này. Mua nó cũng sẵn. Hoặc kể cả các bác mua cả cụm này luôn nó cũng bán. Mua cả cái bộ chổi quét này, mua cả cái hộp rác này, mua cả cái bộ lọc. Hoặc các bác kể cả các bác mua cả cái bo mạch chủ, cái bo mạch điều khiển của cái con Isobot này nó đều bán hết các bác nhá. Bình thường ở đây em giới thiệu nốt phụ kiện này. Đây các bác nhìn đúng không ạ, các bác mua hàng bãi thì làm gì mà nó có được các cái phụ kiện như thế này. Đây nguyên bốn cái bộ màng lọc mới tinh này rồi đấy, đi theo cái bốn bộ màng lọc nhá. Một bộ chổi quét sơ cua hai cái thì nó sẽ có một cái này này các bác này. Đấy, mình luồn cái này vào đây này, mình trải thì nó sẽ qua cái răng cưa đây nữa. Nó lôi cái tóc lại, giữ lại. Nói chung là mình đút qua đây, rồi mình lôi ra. Và đây một cái bàn trải nữa này. Đây là một cái lưỡi dao ở đây này. Để nói chung là để các bác vệ sinh cái này. Rất là dễ dùng thôi. Đấy. Đầy đủ phụ kiện nhá. Không thiếu cái gì luôn. Đây là cục sạc này. À, lưu ý cho em là cáo điện 100V nhá. Nhưng mà cái công suất thì nó bé. Các bác có thể mua cái cục đổi nguồn bé bé tí xíu thôi. Mua cục đổi nguồn khoảng tầm độ 50-60 nghìn ấy, gắn ở trên tường. Tại vì nó chỉ có 33W thôi. Và cái nguồn đầu này nó sẽ ra sẽ là DC 22,5V. Đấy. Đây là cái đế sạc của nó. Các bác cắm vào đây nhá. Cắm vào đây. Rồi các bác để cái này vào cái chỗ nào đây chẳng hạn. Các bác nhá. Khi gửi đi thì em sẽ cho các bác dán vào đây. Các bác dính hai mặt để về các bác dính vào cái nền nhà cho nó chắc chắc một chút. Đấy, để cái máy mà nó đun vào đây thì cái này nó sẽ không bị trôi đi, nó sẽ dính chắc lại. Đây này các bác này, còn đầy đủ cả hai cái tường ảo luôn.
cái hai cái tường ảo. Cái tường ảo này thì nó có tác dụng, ví dụ như bây giờ mà cái nhà của các bác nó quá là rộng thì các bác xoay cái mặt lên sẽ có một cái mắt này, cái mặt đằng trước sẽ có một cái mắt hồng ngoại. Các bác lắp pin vào đây nhá. Đây trong này có pin rồi này. Đấy, lắp pin vào rồi mình điều chỉnh ở cái này thôi. Bật lên thôi. Thì tự nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng giống như kiểu một cái tia laser, tia hồng ngoại nhá, tia hồng ngoại. Nó như kiểu một cái tường ảo giả lập thì con robot khi nó chạy qua cái tia hồng ngoại đấy thì nó sẽ quay đầu lại, không chạy tiếp được nữa. Thì nó sẽ có hai cái. Thì ví dụ như mà nhà các bác nào mà quá rộng, các bác chỉ muốn nó quét ở trong cái khu này thôi thì mình sử dụng cái tường ảo này. Thì nó có hai cái các bác nhá. Con máy này dùng rất là dễ. Ấn nút này thôi. Đấy. Là cứ vậy nó chạy. Con thấy không ạ? Nó vướng đâu sẽ quay đầu lại nhá. Cứ vậy nó chạy thôi. Đấy. Tắt đi. Ở đây cái đèn xanh xanh này đèn báo pin này. Khi nào mà nó sang màu đỏ thì là hết pin. Thì bình thường khi mà hết pin ấy thì tự nó sẽ quay về cái tường ảo nó sạc. Nhưng mà ví dụ như mà không may mà cái máy nó ở cái chỗ mà nó xa quá hoặc nó đi quá xa rồi ấy, nó không về kịp được cái tường ảo thì có khi là, tại vì nhà các bác là quá rộng nhé, các bác để ở cái cục tường ảo nằm ở góc xa, xong một cái máy nó chạy quá xa rồi thì có thể nó sẽ, cái trường hợp đấy thì cũng có thể nó sẽ không tìm được cái tường ảo để nó quay về nhá, hoặc là nó quay về nửa chừng sẽ bị hết pin. Ở đây cái phần cái nút đốc này, đây cho các bác xem này, ở đây nó sẽ có bốn nút, 1, 2, 3, 4, nó nút cảm ứng các bác nhá. Ấn như này này, ấn từ đốc này nhá, là tự động sẽ tìm về cái tường ảo. Nhưng mà khi mình phải đặt trong máy trong đất nhá, thì mình cầm lên như này mình ấn không được đâu này. Đấy, tít tít thôi, không được đâu. Đấy, sẽ không được nhá. Đốc này sẽ quay về tường ảo này. Support này này, nút ngoài cùng là nó sẽ chạy như kiểu hình xoắn ốc vòng xung quanh nhà thôi. Còn cái này là cài ngày tháng thôi, cài ngày giờ thôi. Đây, đây là cài ngày này. Các bác nhìn thấy ngọn lên chữ đây này, hâu này, min ở đây. Đấy, đây là ok. Cài xong thì ấn ok bên này. Các bác nhớ ấn xuống cái dự ở dưới này nha, chứ không phải ấn vào cái chữ đâu. Đây là cài ngày này. Đó, đây là cài giờ, đây là cài phút. Ví dụ bây giờ là em cài như vậy nhá, ấn ok thì nó sẽ lưu là 15:23. Còn ở đây này thì nó giống như kiểu mà nó cài đặt thời gian máy tự động chạy chẳng hạn. Đấy. Cài theo ngày, theo giờ nó sẽ chạy. Đấy thì bác nào về các bác sẽ nghiên cứu cải thêm nhé, cái đấy thì nó cũng là không quan trọng lắm đâu. Lúc nào mình muốn dùng thì cứ đến bật lên nó chạy thôi. Chạy xong rồi thì nó chạy về cái hộp rác, à chạy về cái đốc sạc. Cái dòng iRobot này thì nó sẽ có một cái nhược điểm so với cái dòng Toshiba của Nhật. Dòng Toshiba thì chạy thì là nó sẽ êm hơn. Em đánh giá con Toshiba sẽ êm hơn và nó sẽ có hai cái chổi quét, hai cái chổi như thế này, hai chổi hai bên nó cào vào. Thì khi mà hai cái chổi hai bên nó cào vào thì nó hút thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Nhưng mà ngược lại cái thằng Toshiba ấy, cái máy các bác mua lúc đầu tiên, lúc ban đầu các bác mua thì có thể các bác bỏ ra thêm 1-2 triệu các bác mua thì rất đơn giản, ai cũng có thể bỏ ra được mua được. Nhưng mà cái vấn đề gọi là cái tiêu hao khi mình sử dụng của cái thằng Toshiba thì nó lại hơi, nó là một cái nhược điểm lớn luôn mà nó sẽ khó cạnh tranh được với cái dòng iRobot này. Đó chính là các cái phụ kiện nó đắt các bác nhá. Một cái cặp chổi của thằng Toshiba nó vào khoảng tầm độ 600.000 hai cái chổi. Còn chổi, còn cái chổi của thằng iRobot này chỉ có 15.000 một cái thôi. Đấy, tức là một con máy kia nó mất 600.000, con này chỉ mất có 15.000 để các bác thay chổi. Tại vì cái chổi này ấy, của thằng Toshiba thì bên Trung Quốc nó lại không làm, nên là toàn phải mua hàng chính hãng, mà mua chính hãng thì đắt. Còn cái chổi này thì ông Trung Quốc ông làm sẵn ra thì ông bán là chỉ có 15.000 cái thôi. Bác nào mua nhiều ấy, có khi chỉ 12-13.000. Đấy là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai nữa là về các tất cả các cái khác như cái bộ lọc HEPA này, các cái lu cào rác tới các cái bánh xe của cái thằng iRobot này nó quá là rẻ luôn. Các bác mua rất là sẵn, nó rất là rẻ. Còn như cái thằng Toshiba thì nó lại cực là cao. Cho đơn giản tới một cái đế sạc như thế này của iRobot này, mua cũng chỉ khoảng tầm độ hơn 200.000 thôi. Nhưng mà của Toshiba thì toàn 600-700.000. Rất là đắt các bác nhá.
nên là mỗi thằng thì nó lại có một cái hay riêng. Toshiba thì thường thường theo em đánh giá thì nó cũng phải gọi là những người có điều kiện một chút. Tại vì đơn giản như các bác này, một cái chổi như này nhé, bình thường nó chạy nó cũng còn lâu mới hỏng. Nhưng mà ví dụ bây giờ nhà các bác mà vất con dao, vất cái kéo hoặc là có một cái gì nó sắc các bác nhé, nó có thể cắt đứt được cái này, mà các bác bỏ ở dưới nhà ấy, con máy này nó chạy vào ấy, thì một phát đứt luôn. Thì cái cặp chổi 600 nghìn của các bác thì có khi các bác thay xong nó chạy một lúc mà nó gặp cái trường hợp như vậy là sẽ đứt luôn. Đấy, cho nên là dùng những thằng đấy thì rất là tốn kém. Tốn lắm. Một tháng mà nó cứ sơi cho 2-3 cặp chổi thì cũng hơi là căng đấy. Còn cái thằng Isobot này thì thoải mái luôn, 15 nghìn một cái. Đây để em tìm trong nhà có cái chổi không nhá. Còn mỗi cái các bạn, bác nào mua cái này thì em gửi tặng kèm cho một cái nữa thôi nhá. Từ nãy bảo gửi cho các bác hai cái nhưng mà lục rồi còn mỗi cái thôi. Đây, chổi mới đây, có 15 nghìn một cái, lên Shopee hoặc là Lazada mua. Đây. Đấy. Còn cái chổi 600 nghìn của thằng Toshiba thì nhìn thì chất liệu thì nó cũng sẽ khôn hơn một chút, nhưng mà nó gấp tới 10 lần, gấp tới 40 lần các bác nhá. Đấy, 600 nghìn được 2 cái, thằng này 15 nghìn một cái, vậy thì nó gấp 20 lần, là giá trị nó gấp 20 lần thì nó cũng hơi là chát. Rồi cho tới cả pin của cái thằng Toshiba cũng vậy, mua mới thì nó khoảng tầm 800 đến 900, còn cái thằng này pin chỉ có 400 nghìn thôi. Đấy, quá đẹp. Đây em xem qua sách nha, sách thì em chưa xem là nó có những cái gì đâu. Cái chữ thì em cũng không hiểu lắm đâu, nhưng mà thường thường thì mình sẽ nhìn cái biểu tượng. Đây này, nó có 4 nút này thì về các bác lấy điện thoại ra chơi cái phần mềm Google dịch, xoay phát nó dịch ra luôn các bác. Thì xem đấy là hướng dẫn mình dùng cài những cái gì nhé. À, chết rồi. Con này nó không có điều khiển các bác nhá. Em giở sách ra thấy có điều khiển này. Cái điều khiển giống như kiểu cái điều khiển TV ấy. Đấy, tức là các bác cầm điều khiển, các bác có thể điều khiển được từ xa. Thì bác nào mà cần thêm điều khiển thì có thể lên Shopee hoặc Lazada mua nhá. Chứ còn cái này về nguyên hộp như thế này nhưng mà lại không có điều khiển rồi. Không có điều khiển. Con này em mua về để em định để dùng thôi. Nhưng mà nhà nhiều đồ, nhiều hàng quá các bác. Nhà em nhiều hàng quá, cái con này nó không chạy nổi luôn, tại vì nó cứ chạy một tí một nó lại vấp, chạy một tí nó lại vấp. Còn con này dùng thì thứ nhất là nó hút ở gầm giường, gầm tủ, gầm bàn ghế, giờ thì em nói các bác cực thích luôn. Tại vì bình thường ấy, mình không thể nào mà mình quét sạch được những cái chỗ mà nó khó như vậy. Nhưng mà con này thì các bác cứ thả vào trong gầm bàn, gầm ghế thì các bác một lúc sau sạch tinh tươm luôn. Lấy em này thì alo em. Nguyên tiền cước em mua về đã 1,6 triệu rồi, chưa tính đến tiền hàng. Cái này là cái bao để đựng máy này, đựng máy cho em đấy. Giá 4,2 triệu các bác nhá. Quá là êm luôn. Bình thường các bác mua hàng bãi, không phải là cái hàng mà còn full phụ kiện như này thôi, nó cũng phải 3,5 triệu đến 4 triệu rồi của cái dòng Isobot này. Đầu 780 các bác nhá. Pin em thay mới rồi. Vừa rồi mới thay pin mới xong. Bác nào mà lấy thì alo em. Bác nào mà cũng chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Nhà em thì bây giờ còn nhiều là nhiều cái dòng này thôi. Nhiều hút bụi pin cầm tay của hãng Dyson. Có dòng V6 và DC35. Đó, máy cắm điện thì hết rồi. Ok các bác nhá. Bác nào quan tâm thì alo em. Thank you các bác.